bộ này có bản quyền, nên tớ vẫn làm full bộ, bộ này có tập cuối, đón xem hết nhé. Luyện thế 100.000 tầng. Tập 333. Linh khí nồng đậm quá, đây là ở đâu vậy? Không lẽ đây là tông môn cổ xưa sao? Cẩn thận phòng bị. Các người đều là dinh dưỡng. Tính ra ui đáng sợ quá. Đừng hồng mày trốn thoát được. Ui xong rồi. Tên ra để tôi thử nó. Tây Hiên Viên Minh, Hiên Viên ca ca, Tây Hiên Viên, ngươi là má? Sao ngươi lại không làm sao? Ngươi là cái loại ma nào vậy mà ta đã chưa từng thấy bao giờ? Chết đi cho ta. Đừng có phí sức lực nữa, trả lời câu hỏi của ta đi. Nếu không, xì xí sát mì. Loài người vô tri, người lấy đâu ra dũng khí mà nói câu này vậy? Thầy viện bị ăn rồi. Cái gì? Tiếp theo đến lượt các ngươi rồi. Hả? Cơ thể của ta rõ ràng là hắn bị ăn rồi mà. Sao vẫn còn... Không. Không đi tục xấu. Ê, thầy Hiền Viên, vừa ra là thứ gì vậy? Là ma. Ma đó là gì? Đây là một loại tạo vật vô cùng cổ xưa, có rất nhiều chủng loại, ví dụ như vì ma, huyết ma. Bản tính trời sinh đã là cua ma, là tàn sát, cái nút mọi sinh linh trên thế gian. Không biết cụ thể là nó được hình thành như thế nào. Mỗi lần nó xuất hiện đều sẽ có quy mô bất lớn, thường kéo theo sinh linh lầm than. Yêu quái thì vô hình vô dạng, lúc trước phát hiện cũng là một loại ma này. Nếu đã như vậy thì tại sao ở đây lại xuất hiện ma chứ? Không biết, ma xuất hiện ở đây rất kỳ lạ. Lúc trước tôi đã chưa từng gặp cái loại ma nào như thế này. Người ở bên ngoài đã vào bên trong một lúc mà không truyền ra nguy hiểm. Hiện tại đến lượt chúng ta vào trong rồi. Chết tiệt, mấy người vừa rồi Hiền Viên mình bảo các người thì ra là làm rùa râu cổ. Bây giờ nguy hiểm bên trong đã được Hiền Viên mình giải quyết thì các người lại lũ lượt sống ra. Tiểu nhà đầu ca miệng, ma lệnh 30 tuổi, còn dám lắm lời nữa thì ta giết cá học viên này đấy. Người giàu bá 40 tuổi thì tiền ngọc đó lại đi vào dọn đường cho chúng ta, đó là vinh hạnh của hắn. Đừng có chậm chờ nữa, thời gian linh lực bên trong bí cảnh này nồng đậm như vậy, có lẽ không có chuyện gì đâu, máu vào trong thôi. Nào, đi thôi. Ở đây lớn như vậy, nên đi đâu đây chứ? Ra khỏi sân đã. Quả nhiên là trong này là một vùng đặc quý. Tới đúng chỗ rồi. Chết tiệt, đám người này cũng đã vào đây rồi. Thì tự, tao hỏi cậu, cậu vào đây sớm nhất thì có phát hiện ra gì không? Chúng ta ra ngoài thôi. Đứng lại. Ma lệnh đại nhân nói chuyện với cậu đây, vậy mà cậu lại không trả lời. Ma lệnh đại nhân, tên nhóc này là muốn chết rồi. Không vội, ở đây muốn giết một người thì quá dễ, cứ chờ xem thời đại. Đây là chuyện gì vậy? Sao lại nhiều bù nhìn như vậy? Sao trên sân lớn của tầng mồm lại xuất hiện nhiều bù nhìn như vậy? Nguy hiểm quá rồi, xem ra bí cảnh này không đơn giản. Để tôi đi xem thử. Đứng lại, đừng có đi. Thầy ạ, có nguy hiểm sao? Những con bù nhìn rồm này không vài thứ mà cái cậu có thể đối phó được đâu. Nhát như thỏ đế. Đi đốt hết mấy cái con bù nhìn rơm này cho ta. À đi tôi. Hóa thành cho bụi đi. Chẳng có chuyện gì cả. Ma lệnh đại nhân, mấy cái con bù nhìn này chẳng qua chỉ có như vậy mà thôi. Nà ní. À sao thế ma lệnh đại nhân? Màu quay lại đi. Đại nhân à, rốt cuộc là làm sao vậy? Cậu nhìn chân cậu kìa. Chân cậu đó. Hả? Cái gì? Chân của tôi? Chân của tôi? Chân của tôi sao lại cháy từ bao giờ vậy? Hồi nữa tại sao? Tôi không cảm thấy đâu.
À dạ, chuyện gì vậy? Tại sao cơ thể của tôi lại mất trí vậy? Tại sao tôi không cảm thấy đâu ai đó cứu tôi với, mà lại để nhờ ai cứu tôi với? Chuyện này cũng kỳ lạ quá rồi. Thì Ngọc, không phải anh nói bọn tôi nhát gan sao? Anh thì đi tiếp đi. Cậu, cái tên không biết tốt xấu này. Đừng có cãi nhau nữa, giờ vẫn chưa nghĩ được cách làm sao mà đi được. Hơi khó đấy, vừa rồi người đốt, người rơm, thì bản thân đã bị đốt thành tro luôn rồi. Cũng có nghĩa là, chỉ còn làm tổn hại đến người rơm thì bản thân sẽ gặp phải tai họa. Có phải có nghĩa là, chúng ta không làm hại người rơm thì người rơm sẽ không làm hại chúng ta, vậy thì chúng ta có thể an toàn rồi. Trên lý thuyết là như vậy, ai đi thử đi. Để tôi đi, không ai dám thì cứ để cho tôi. Quả nhiên là như vậy, chỉ còn không chạm vào người rơm thì sẽ không có bất kỳ một nguy hiểm gì. Cẩn thận. Ừ, sao thế? Cái gì? Buông ra cho ta. Ta còn không xử lý được một tên bộ nhìn như người sao? Ý? Cái gì? Cứu ta. Chuyện này cũng quá đáng sợ quá rồi. Ây da, ai đó cứu tôi với. Ây da, cút ra, đừng có tìm tới ta. Chết đi cho ta. Làm sao đây? Kỳ giới như vậy thì không thể đi qua được rồi. Đường này không thông, đi tìm đường khác thử xem. Đào ca, nhìn bộ họ kia. Tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Đi tìm đường chết sao? Đám bộ nhìn rơm này kỳ dị như vậy, hắn còn dám đi sao? Không tự lượng sức mà chúng ta đi. Má lên này nhon, hình như bộ nhìn rơm không tấn công bộ họ. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao bộ nhìn rơm lại không tấn công hắn? Kỳ đệt, lúc vừa mới vào thì con sợ một chết, bây giờ có vẻ như là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Đi tới thầy hiền viên, cậu cứ yên tâm đi. Tin tưởng thầy, là sĩ bình an. Những bộ nhìn rơm này đều là tà vật tổ chức thành, một giọt máu của tôi có thể trấn áp được. Chết tiệt, ta không tin. Đi từ đó không sao, thì chúng ta sẽ không sao. Hả, gì cơ? Ây da, chết tiệt. Trước khi tỷ tử đó đi vào chắc chắn đã có bảo bối gì đâu. Nếu không, sao bộ nhìn rơm lại có thể không tấn công hắn được? Thì thôi, tìm đường khác. Nếu không, là bị tỷ tử đó lấy mất bảo bối khác bây giờ. Cái đệt. Xem ra phía sau có đại ma thi triển pháp, không chịu áp chế của tôi rồi. Thì chết đi. Ôi má ơi, lớn như vậy sao? Lũ kiến cỏ đều phải chết. Đừng có sợ, lùi lại đi. Người phàm cũng còn lại có thể đỡ được một đòn của ta, xứng đáng chết hết. Xứng đáng chết hết. Đây là câu nói mà ta vật này nên nói ra sao? Mất nhiều lời, nhưng mà cuối cùng người cũng sẽ phải chết thôi. Tiểu tử, không thể tà tử cái đám túi ta cái người, ta phải giết hết các người. Từ ngữ của con bùa nhìn này đã dành tại đấy, tiếc là thực lực không ra làm sao. Thực lực không ra làm sao, đó là đúng phải thầy hiền viên thôi. Đúng với người khác thì cũng đủ để giết chết người ta rồi. Đi thôi. Sao không tin đấy? Tới này thì sao đã qua? Ở đây có một tấm bia đá. Đây có phải là có liên quan gì tới nó không? Ánh chiếu hiền thiền. Câu này có nghĩa là gì? Đây là hắc trí thật. Hắc trí thật dùng nó làm gì? Để kiểm tra từ chất vô cực của tông. Ở mấy nghìn năm trước, thu nhận đồ đệ vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ có tư chất đầy đủ thì mới có thể vượt qua. Đi tôi thử trước, tôi rất tò mò. Tôi có tư chất gì?
Cuối cùng chúng ta cũng đã tới đây rồi. Không dở dài gì, đường đi vòng xa quá, tiếc là còn chết mất một mấy người. Vậy mà tiểu tử kia đã đến đây rồi. Vừa nghe mấy tiểu tử này nói thì muốn kiểm tra thực chất, tin tức chất đầy đủ mới có thật quà. Ai đi thử trước? Đề tài. Hay. Không có từ chất, ra rưỡi. Ra rưỡi không từ chất, đúng là cười chết ta rồi. Chờ thiệt, dám cười nhau ta, ta chém chết người. Ây da. Vậy mà lại chết rồi. Xem ra bia đá này không thể mạo phạm rồi. Để ta thử. Hay. Hơn rác rưỡi, không phải rác. Hơn rác. Để ta thêm thử. Chờ tiệc. Vậy mà có bốn tòa cùng với cái lùi rác. Cười trên mớ thùi, kiểm tra đi kiểm tra lại đều là một lũ rác rưỡi. Thì tử, người dám cười nữa thì sao, ta xiết rách miệng của ngươi bây giờ. Trên bìa đá hiện ra chữ rồi kìa. Từ hiến máu của các người có thể nâng cao tư chất vượt qua ải này. Hiến máu, làm sao đây? Hay là tin tưởng bia đá này? Ta còn thấy có thể tin tưởng, dù sao thì đây cũng là bí địa thường cổ. Thầy à, cái chuyện gì vậy? Đừng có tin mấy cái trời ma quỷ quái thôi. Để ta thử xem. Ma lệnh đại nhân, ta sợ. Sợ cái gì? Hả? Không đâu. Thầy, cô ta một loại rồi. Tất tại viên đá đã bằng phút. Tư chất bậc trùng, trung cấp, hoàng quá ải. Gì mà lại thần kỳ như vậy? Bia đá này có lẽ là một cơ duyên lớn. Ta cũng thử hiến máu một chút. À các vị à, ta đi qua đó trước, đợi mọi người ở phía trước đối diện nhé. Đến lượt ta rồi, để ta thử xem sao. Thầy à, chúng ta có còn kiếm trà không? Không còn. Càng không cần hiến máu tươi. Tiểu tử, không kiếm trà, không hiến máu thì cậu cứ ở lại nơi này đi. Đi. Tư chất cấp nguyên vượt ải. Má lãnh tài là tư chất cấp huyền. Quả nhiên ta chính là thiên tài mà. Tiểu tử, các ngươi cứ chờ ở đây đi. Ta đi qua đó hết rồi, chúng ta nên đi thế nào đây? Không có đi qua hết, ở bên đó vẫn còn một người. Tại sao cô không đi qua đó? Bởi vì mọi người không qua đó. Thầy à, người này khá thú vị đấy. Biết đi theo chúng ta là an toàn nhất. Chúng ta cũng qua đó thôi. Thầy à, chúng ta qua đó kiểu gì? Để bọn tôi qua đó. Vượt ra qua kiểm tra này là được. Người cái chắc chưa? Nhọc còn y hiếp con vô dụng thôi, mau kiểm tra đi. Được rồi, vậy thì để ta thử. Đi tha mạng. Muộn rồi. Chuyện này, thầy hiền viên cho tiếp phá hủy bị đá kiểm tra rồi. Dũng mãnh như vậy sao? Quả nhiên người này rất giỏi. Đi thôi, qua đó nào. Cô gái kia cũng đi qua theo chúng ta rồi. Đi qua cánh cửa đá này chính là nội môn trong truyền thuyết. Nghe nói các đệ tử nội môn và tông môn cổ đại đều là cao thủ trong cao thủ. Không biết là môn phái này có còn người sống hay không. Thật sự là muốn biết quá. Địch, có người thật kìa. Giống bọn tôi đi đi. Mời các vị đi theo ta. Vậy mà mấy cái tên này cũng đã đi qua rồi. Đây là cuối cùng đã đến kiểm tra hiến máu rồi chứ. Cái vị. Vị lão tiên trưởng này là ai vậy? Vậy mà lại bày tới, thực lực này chắc chắn phải là trên đại tông sư. Người đất đạo trong kỳ thiết ư. Ta là trưởng lão của vô cực tông. Đây là lần đầu tiên trong 6 ngày làm quà của vô cực tông ta nhận đồ đệ. Mọi người có thể đến được đây thì chứng tỏ đã vượt qua kiểm tra của vô cực tông ta rồi. Nói như vậy thì bọn ta chính thức trở thành đệ tử của vô cực tông sao? Đây là một cơ duyên rất lớn đấy nha. Không biết là vượt qua bài kiểm tra có phần thưởng gì không?
Các đệ tử nghe lệnh bái tổ sư. Bái kiến tổ sư, bái kiến tổ sư. Thầy à, chúng ta đi sao? Phi lời, chúng ta lấy trời lấy đất lấy thầy, chứ lấy tổ sư tông làm cái gì? Tại sao năm người này lại không quỳ? Tại sao phải quỳ? Không quỳ thì không thể được tổ sư ban phúc. Tôi không còn phúc ông ta ban. Tiểu tử này thật là ngông cuồng, cơ duyên này cho hắn làm cái gì? Đuổi hắn đi đi, đồ không biết tốt xấu. Sáng rồi, tượng đã sáng rồi, ở sư tổ đã hiến linh thật rồi. Ta đã cảm thấy bản thân đã mạnh hơn rất nhiều rồi, sức mạnh của ta không chỉ tăng lên gấp bội thôi đâu. Bây giờ tổ sư đã ban phúc, ta cho các người một cơ hội nữa, bái lễ lấy ngay lập tức. Đi thôi. Hồn lão, cô đi là nơi nào chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ở trường lão bất giận để ta xử lý cái tên thị tử không biết trời cao đất dày này. Nhất định phải thể hiện tốt một chút để có được cơ duyên lớn hơn. Đi, đánh gãy chân tên thị tử đó đi. Cút. Hả? Ở xem ra phải đích thân ta ra tay rồi. Thị tử, chuẩn bị tâm lý bị đánh đi. Nà ní, tượng đá tổ sư nước rồi, chuyện gì tới đây? Đi thôi. Tượng đá nước rồi, không lẽ có liên quan tới cú đá của hắn sao? Tiếp tục đi theo hắn thì có lẽ hắn là hy vọng của mình. Cô gái đeo mặt nạ kia cũng đi theo. Thầy à, có còn đuổi cô ta đi không? Không còn, kia cô ta đi. Tượng đá của sư tôn vỡ rồi, sao có thể như vậy được? Chờ tiệc vậy mà lại không thể hoàn toàn hoàn thành được nghi thức. Cả đệ tử không cần kinh ngạc, mọi người có thể đi đến đại điện của tầng môn, ở đó có cơ duyên còn lớn hơn đang chờ các người. Quỳ còn có cơ duyên lớn hơn ư? Mau đi thôi, lần này vào bí cảnh thì có thu hoạch lớn rồi. Đây rồi, chính là nơi này. Thầy à, chúng ta tới đây làm gì? Nếu nó ở đây có cơ duyên, vậy thì cơ duyên duy nhất chính là ở nơi này. Ê, mấy cái cây linh thảo này sao? Đúng gì, chính là mấy cái cây linh thảo này. Vậy mọi thứ ở nơi này đều là giả. Vậy mà tiểu tử này cũng đến đây rồi, không biết lượng sức mạnh, bất kính với tàu môn, cũng muốn cướp đồ cơ duyên, nằm mớ. Đi thôi. Hả, tên này ở đi rồi sao? Vậy bọn họ đến đây làm cái gì? Đưa hái mấy cái cây linh thảo đó sao? Giá trị của linh thảo thì có đó, nhưng mà không thể sánh bằng mực cờ duyên của chúng ta được. Thì tự đó đúng là mù mà. Vậy mà anh ta lại đi rồi, mình nên làm thế nào đây? Đứng lại. Người đến là khách, tại sao lại đi? Giống hợp với cái tường đại lục trước. Đây là tổ sư. Bái kiến tổ sư, bái kiến tổ sư, chúng còn bái kiến tổ sư. Tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay các người chính là đệ tử chuẩn của tông vô cực tạ, vô cực tông ta. Bốn sư tôn chính tặng các người bốn cơ duyên lớn. Bốn người các người hay là cũng muốn lại đi? Sư tổ à, những người mắt mù muốn đi thì đi. Đúng vậy đó, bọn họ cũng không cần cơ duyên là tổn thất của họ, lớn của họ rồi. Người vào là cơ duyên, bốn sư tổ sẽ không bỏ sót ai hết. À, nếu đã như vậy thì bọn ta sẽ giữ bọn họ lại cho sư tổ. Được, thì tự ta nhịn người lâu lắm rồi đấy, quỳ xuống cho ta. Ngu dốt, muốn chết rồi. Cút. Còn dám phản kháng mọi người, sư tổ có lệnh bắt những người này lại, cùng nhau lên đi. Lên. Thì tự, với tình hình này thì tôi khuyên cậu nên đầu hàng đi. Chết đến nơi rồi mà còn không biết gì à? Vâng cô, thật sự không biết là cậu lấy đầu ra cái tư cách ở đây là phúc địa tiên gia. Tại sao cô lại không ra tay? À, tôi cô gái, lệnh của sư tổ thì là trên hết, đây là phúc duyên, mau qua đây bao vây cái tên này đi, mời đưa ra lựa chọn. 340. Cái gì? Cô gái này nghĩ thế nào vậy? Có mặt nhìn đấy, chồng thầy cô sẽ không thì đầu, không mắc bậy. Cô chắc chưa? Tôi chắc. Chỉ có thật cược một ván rồi.
Nếu đến như vậy thì bắt những người lì lại xông lên. Một lát sau, đã giải quyết hết chưa? Cái gì? Xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Ta xin tổ sư đích thần ra tay giết chết bọn họ. Nếu đã như vậy thì bốn tổ sư sẽ ban phúc cho các người thêm một lần nữa. Quỷ, ta lại phá cảnh rồi, sức mạnh đã tăng lên nhanh quá. Quỷ cảm ơn tổ sư. Luôn sức mạnh này lớn mạnh quá. Hơn nữa thì còn khác với sức mạnh trước đây. Đây là sức mạnh của tu tiên. Bây giờ ta đang cảm thấy một mình ta. Cứ ta giải quyết bọn họ, để ta giết chết bọn họ. Tệ tử, hãy trả cái giá cho sự con giống của cậu đi. Ây do, biến bọn họ thành quái vật luôn đi. Nếu không thì ông có khả năng thắng được đâu. Tuy có biến thành quái vật thì cũng không thay nổi. Cái gì? Cậu vậy mà lại biết? Ai có thể giết được cậu ta, ta sẽ nhận người đó làm đệ tử hoàng môn. Đệ tử hoàng môn sẽ nhận được cơ duyên khó mà tưởng tượng được. Giết hắn thôi. Ở cùng lên đi, xem ai có thể được may mắn. Hút. Ây da, thì sao có thể chứ? Rốt cuộc hắn có tu vi gì? Xin sư tổ đích thần ra thì giết hắn đi. Xem ra lựa chọn của mình không sai. Chết tiệt, ti tử, cậu tưởng là có thể chống lại được tài sao? Cậu đó, giết hắn đi. Tôi không được đâu. Ta nói được là được. Đi. Chuyện này để tôi thử xem. Ti tử. Tổ sư à, tôi không được thật mà. Cậu nhất định phải được. Thì ta sẽ ban phúc cho cậu. Ôi, sức mạnh của tôi cùng bà đã tăng lên rồi. Hả? Tay của tôi. Sao tôi lại biến thành tới đây rồi? Tôi biến thành quái vật rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không lẽ là tổ sư? Đi, giết hắn đi. Sư tổ à, tại sao tôi lại biến thành thế này? Ta nói rồi, đây là phúc ta ban cho người. Ta muốn biến trở lại như ban đầu. Đi giết hắn. Quả nhiên là trên người có khí tức của mà. Biến thành người sói thì có sao chứ? Luôn sức mạnh này có thể khiến cho tôi không cần lo ngại điều gì rồi. Anh nghĩ nhiều rồi. Ây da, tốt lắm. Người càng mạnh thì bốn tổ sư chỉ càng vui. Người là người tiếp theo. Tôi không muốn đi. Người phải đi, người đã được chọn. Tổ sư tha mạng, tôi không muốn trở thành quái vật. Đó không phải là quái vật, mà đó là phúc của bốn tổ sư ban cho. Ây da, tôi không chịu quá. Sức mạnh, cảm giác sức mạnh cuồn cuộn vô hạn này. Thật là quá tuyệt vời. Ôi, sức mạnh đáng sợ quá. Lần này tiên tử kia là chết chắc rồi. Đi, giải phóng tiên tính của người, giết chết hắn đi. Tôi đáp chết cậu. Sao có thể chứ, tôi đã có sức mạnh như vậy rồi. Vậy mà tại sao vẫn bị hút? Cái gì? Con gấu có sức mạnh khổng lồ như vậy cũng không phải là đối thủ của hắn. Đến lượt cậu rồi. Tôi sư tha mạng trên cõi. Tôi trên có mì già, dưới có con nhỏ. Tôi sẽ không thể bị biến thành yêu thú được. Yên tâm, lần này người không biến thành yêu thú đâu. Mình không biến thành yêu thú thật. Hơn nữa sức mạnh của mình đã tăng lên rất nhiều. Hả? Sao trong người cậu ta lại mọc ra mấy cái tay vậy? Nà đi, đang sợ quá. Trong người cậu ta hình như có một người khác vậy. Có thứ gì đó đang trong người tôi vậy. Cảm ơn sư tổ đã giúp ta sống vậy. Hồi đừng mà cứu tôi. Tuy cơ thể này không được tích sự gì, nhưng cảm giác quay về thật là rất tuyệt vời. Người này bị đột xá rồi, là có thể trực tiếp bị chiếm lấy rồi đi. Nói như vậy thì cơ duyên mà chúng ta giành được đều là tai họa. Không, sao có thể như vậy chứ? Không thế nào, đây rõ ràng là cơ duyên, sao lại biến thành cái bẫy bị người khác hãm hại rồi? Thì ra kết giới như vậy à? Chẳng trách thầy không cho chúng ta tiếp xúc với cái gọi là cơ duyên. Đi theo thầy là ổn định nhất.
Nì giết chết hắn đi. Bây giờ cho người biết tính nào mới gọi là sự thương hại của tu tiên giả cổ đại. Thứ không ra người, không ra mà như thế kia. Quỳ lại là một cái một. Chứng tỏ là tiểu tử này vẫn chưa dùng hết sức, ở chúng ta lại nhìn lầm rồi. Sơn đi như vậy đã đi theo hắn, chúng ta cũng không đến nỗi rơi vào bước đường này. Tôi là đệ tử chân truyền của Vô Cực Tông, sao cậu có thể là đối thủ của tôi được? Xem huyền hỏa tứ phẩm của tôi đây, không có vật gì là không cháy, không có vật gì là không phá. Từ đời đối mặt với huyền hỏa tứ phẩm có thể luyện khí lại không biết tránh, ta chỉ có thể nói một câu là đáng đời. Tông chủ Vô Cực Tông, ta đi ra từ đại giới nhất định phải làm chủ thế giới này. Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ với mấy cái tên rác rưởi như các người cũng nói được mấy cái lời ngông cuồng đó hay sao? Cái gì? Vậy mà cậu ta lại không sao? Nói đến như vậy, đây là cậu ép tôi đấy. Huyền hỏa ngũ phẩm, huyền hỏa ngũ phẩm có thể đốt chết tu sĩ có đăng kỳ, hắn không thể đỡ được đâu. Không được nóng. Đi lại tự nhiên ở trong huyền hỏa ngũ phẩm như vậy, sao có thể chưa? Không thể nào. Tu sĩ thời đại mạt pháp này sao có thể chống đỡ được sự tấn công của tôi được chứ? Tôi phải giết chết cậu. Giết. Ây da, cậu đáng chết. Hồn bầy phách tán đi. Cút. Cậu dám dừng lại cho tôi. Thật đáng sợ. Cậu thật là hùng lâu. Tất cả mọi người lên hết cho ta. Mau chạy đi. Cơ thể của các người vốn chính là để chứa đựng sự trở về của các đệ tử Vô Cực Tông của ta. Chạy nói gì sao chứ? Đi. Không, tôi còn muốn biến thành quái vật đâu. Cậu tôi với, cứu tôi với. Tốt lắm, đệ tử của vực Vô Cực Tông ta đã quay về hết rồi. Mời kiến tông chủ. Thầy ơi, Vô Cực Tông này rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Vô Cực Tông là tông môn rất lâu đời, nghe nói rằng tông môn này đã biến mất trong vòng một đêm. Có lẽ là họ đã tự đoán được sự ập đến của thời đại mạt pháp. Nếu đã dùng cách gì đó đã khiến cho nguyên lên ngủ sầu, đợi sau khi lên khí câu phục thì sẽ xuất hiện lại một lần nữa. Sự xuất hiện của họ là chiếm đoạt thân xác của người khác, như vậy thì có khác gì với tà ma đâu. Mấy người này vốn là tà ma, hơn nữa thì những người ở phía trước này chỉ là tì sai thôi. Đệ tử Vô Cực Tông nghe lệnh, giết mấy người này đi, chiếm đoạt thân xác của bộ chúng. Tuân lệnh. Thì tử dám chọc giận tổ sư thì chết đi. Làm loạn ở Vô Cực Tông ta đúng là không biết trời cao đất dày. Thầy ơi, làm sao đây, nhiều quái vật quá. Đừng hoảng, một chiều là sự được hết. Càn khôn lôi pháp, nổ hết cho ta. Đây là cái gì? Gió cổ mãn. Sao lại như vậy? Sao hắn lại biết lộ pháp tuần dương như vậy chứ? Chờ tiệt, khó khăn lắm Vô Cực Tông ta mới có thể sống sót được nhiều đệ tử tới như vậy. Vì mà đều bị giết hết rồi, thật là đáng chút. Ta muốn cậu mãi mãi không được siêu thoát. Ồ, Nguyên Anh Kỵ. Sợ rồi chứ gì, bây giờ cũng đã muộn rồi. Ta muốn chiếm hữu thân xác đĩa của cậu. Sợ? Ông nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ cảm thấy mấy người ngủ đồng mấy ngàn năm mà mới đã tới Nguyên Anh Kỵ thì cũng yêu đuôi quá. An núi hàm hồ, cậu có tư cách gì mà nói cậu đó? Mọi người đợi xem, lần này thầy hiền viên sử dụng mấy chiều. Tổ sư già rất là lợi hại này, e rằng không đến dễ đến bậy như vậy đâu. Tôi đoán ít nhất là phải hơn 10 chiều. Tôi cảm thấy 5 chiều là đủ rồi. Thì dành dành con cậu. 1 chiều. Mọi người phải có tiền tự tin tiền đối vào hiền viên cả chứ. 1 chiều thì hơi khoa trường quá rồi đấy, tự tin ở đâu ra vậy? Không thể chỉ dùng 1 chiều được. Tổ sư này còn mạnh hơn cả lão tổ nhà mình vài phần. Hiện tại có thể đánh bại ông ta hay không còn khó nói được trước. Hút. Cái gì? Sao có thể chứ?
Thua rồi, vậy mà lại thua rồi. Sao thời mai đại mạc pháp như thế này lại có lợi, người lợi hại như vậy chứ? Nếu đã thua rồi thì không còn giữ lại nữa. Cái gì? Nói mấy lời thừa thái gì vậy? Khuất phục đi. Không, đừng mà, ta vốn còn có thể cứu vớt được một chút. Không cứu vớt nữa. Không, đừng mà, tha mạng. Kỳ địch, tua này là cái gì vậy? Tai nhân quá. Vậy mà lại có thể hấp thụ toàn bộ cơ thể của sư tổ. Ở thứ gì vậy? Đồng ngu ngốc cái người, vậy mà lại dám phá hủy phá hỏng kế hoạch của ta. Đúng là chết đinh nơi rồi. Con da một muốn chết hả? Từ ngữ cũng đã vàng lắm. Vậy ông là cái thái gì chưa? Hồn lão, ta vốn là không phải là cái gì. Tên này cũng không phải tầm mình lắm. Phải đấy. Cậu dám lừa ta? Ta là tiên cao cao tại thượng. Tiên, ông sao? Không tiên. Đám cái người ngu ngốc nhìn đi. Sốt tùa nở hoa rồi. Đây là quả gì vậy? Thơm quá. Cảm giác linh lực nồng đậm quá. Vậy mà trên đời lại có cái lũ quả thân kỳ như vậy. Ôi, muốn cắn một miếng quá. Cảm giác cắn một miếng có thể thành tiền giới ba ngày luôn ấy. Không sai rồi. Đây chính là thứ mà mình muốn. Lũ nhà quờ. Đây là linh quả của tiền giới bốn tiền nồng. Mang tự tiền giới xuống. Mang ra cho các người mớ mánh tầm mắt. Tiền quả. Nếu đã như vậy thì tôi xin nhận. Xin nhận. Ăn nói ngôn cồn. Ta cũng không nói được cho cậu. Chuyện này ông không hoàn nổi. Thì thôi. Muốn chết hả? 343.